trong mộng các loại thiên tai luân phiên đột kích ngươi trải qua nhấp nhô gian nan cầu sinh cuối cùng vẫn là không thể sống qua tỉnh lại bạn trai sắp kết hôn cô dâu không phải em ông chủ công ty hàng ngày canh gà độc uống đến ói anh sẽ làm gì cô dâu tương lai của bạn trai là con gái của ông chủ rất tốt đem bọn họ cùng nhau làm thiên tai thật sự đến bạn có không gian nhưng những con vật xã hội bình thường như bạn không gian chỉ có 50 cm vuông. Ngươi ủy khuất sao? May mắn không gian có thể trưởng thành, ngươi cũng gặp một nam nhân phản phất không gì không làm được, trường kỳ cố định, áo cơm không lo. Sự thật là, mọi người phát hiện đi theo ngươi mới có cơm ăn có áo mặc, ngươi mới là đại lão thật sự. Bị chúng tinh phủng nguyệt ngươi, cũng từng thấy cùng chó hoang cướp thức ăn bạn trai cũ vợ chồng, thấy được quỳ xuống cầu xin dùng một cây vàng thổi đổi một bao ớt điều lão bản trước. Thiện lương ngươi vẫn là giúp bọn họ sớm chết sớm đầu thai đi. Người bạn trai qua đường có thể sách đao chém quái, có thể làm được món ăn ngon kia đã chuyển chính thức, còn ở nhà chờ bạn ăn cơm. Bị chia tay thất nghiệp sau, thiên tài tới không đạn cửa sổ, bị chia tay thất nghiệp sau, thiên tài tới TXT toàn tập đao loạt, bị chia tay thất nghiệp sau, thiên tài tới chương mới nhất. Chương 1 001 là thời điểm cải biến. Bạn đang nghe tại truyện.audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 002 tùy tiện kéo cái tráng đinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 003 năng lực đã thức tỉnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 004 đi siêu thị tảo hóa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tết từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 005 xử lý rác rưởi phương pháp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tết từ nguồn Trung Quốc Chương 6 006 năm nay không giống với Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 7 007 người được tuyển chọn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 008 băng vũ đêm dài chìm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 009 hắn làm thế nào biết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 010 có bốn lá tổ chức bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc